Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi một số khu vực chiến lược quan trọng gần thành phố Toresk. Ông Kimakovsky nói, Toresk là một khu vực khác mà quân đội Ukraine không ở trong trạng thái tốt nhất Áp lực từ lực lượng Nga đã khiến họ phải rút khỏi một số vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực này của tiền tuyến. Chỉ ra rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề ở khu vực Toresk trong những ngày gần đây. Gần đây, kênh Military Summary đưa tin tuyến phòng thủ của Ukraine ở Pistan và New York thuộc vùng Donetsk đã sụp đổ. Theo đó, các hoạt động của Nga ở xung quanh Toresk cũng đang gia tăng trở lại. Họ đã tiến thêm được khoảng 500 mét vào Pivnikny và kiểm soát được tòa nhà cao tầng ở cực Bắc. Hiện chưa rõ cuộc tấn công đến từ hướng nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin trên hướng này làng Chigary đã được kiểm soát. Trong khi đó ở New York, lực lượng Moscow cũng đang tiến bộ. Đoạn video Ukraine phản công cho thấy đối phương đang áp sát trung tâm khu định cư. Ngoài ra có thông tin cho rằng Kiev đã tăng viện khẩn cấp lữ đoàn 32 từ vùng Sumy ở mặt trận phía Bắc đến Toresk. Điều này cho thấy tình hình nguy cấp của người Ukraine trong khu vực này. Kênh Riyadoka nhận định cuộc đột phá của Nga gần New York và Turetsk tạo tiền đề cho việc bao vây nhóm binh sĩ Ukraine ở Krasnogorivka. Ở diễn biến khác, Ukraine thông báo quân đội nước này đã rút khỏi khu vực Kanan ở Chasovya, một thị trấn có tầm quan trọng chiến lược ở tỉnh Donetsk, đang phải chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt kể từ đầu tháng 4 năm nay. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Ông Naza Volosin, người phát ngôn của lực lượng Khotysia của Ukraine cho biết, sở dĩ họ phải đưa ra quyết định này là vì nhiều vị trí phòng thủ của Ukraine trong khu vực lân cận đã bị phá hủy và các chỉ huy đồng ý rút lui về những tuyến phòng thủ kiên cố hơn. Ông Volosin nhấn mạnh, việc giữ vững khu vực lân cận Canan rất khó thực hiện sau khi đối phương tiến vào đây. Cuộc tấn công của Nga đang đe dọa tính mạng cũng như sức khỏe các binh sĩ của chúng tôi, đồng thời phá hủy vị trí của lực lượng phòng thủ. Hình ảnh vệ tinh do nhóm giám sát Deep State công bố cho thấy, khu vực Canan, nơi trước kia có mật độ dân cư đông đúc, đã gần như bị san phẳng sau các cuộc giao tranh. Các cuộc tấn công kéo dài hàng tháng của Nga vào Chasubja là một phần trong chiến lược của nước này nhằm đánh chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Tuy nhiên, Nga chỉ đạt được những bước tiến nhỏ trong khi chịu tổn thất lớn hơn. Vào tháng 5 vừa qua, khi sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc chiến tại Kharkov, quân đội Nga đã dần dần giành được những thắng lợi nhỏ ở tỉnh Donetsk, nơi được coi là mục tiêu chính của Moscow. Các chuyên gia phương Tây cho rằng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 đã không được triển khai ở Ukraine theo cách mà quân đội Nga mong muốn. Những báo cáo về các cuộc tấn công của Su-57 quá ít để các chuyên gia có thể đánh giá khả năng của chiếc máy bay này. Moscow đã đặt hàng 76 máy bay chiến đấu Su-57 từ Sukhoi nhiều năm trước, nhưng đó là trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Theo dữ liệu công khai, Liên bang Nga hiện đang vận hành 32 máy bay chiến đấu Su-57, nhưng ít nhất 10 chiếc trong số chúng là các nguyên mẫu được phát triển và thử nghiệm trong nhiều năm. Cựu nhân viên Quốc hội Mỹ và là nhà phân tích địa chính trị Brandon J. Wechert tin rằng chất lượng của máy bay không phải là lý do chính khiến nó ít được triển khai trên bầu trời Ukraine mà là tình trạng hiện tại của Su-57. Do số lượng ít, chi phí hoạt động cao cùng với cuộc xung đột ở Ukraine đã làm chuyển hướng nguồn tài chính sang các loại vũ khí khác quan trọng và cần thiết hơn. Điều này sẽ khiến chương trình Su-57 chậm lại đáng kể. Ông Wechert giải thích, do số lượng hạn chế và những thách thức trong việc sản xuất hàng loạt một cỗ máy tiên tiến như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột khốc liệt ở Ukraine, vì vậy mà Su-57 không có tác động nhiều đến cuộc xung đột hiện tại. Nhiều nhà phê bình cho rằng điều này là do Su-57 không hoạt động tốt như quảng cáo. Giống như xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amata của Nga, những vũ khí tiên tiến này có thể là quá tinh vi nên quân đội Nga phải cân nhắc trước khi được đưa vào chiến đấu. Các quan chức Nga thường quảng cáo Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây ước tính khả năng tàng hình của Su-57 chỉ tương đương với máy bay Dassault Rafale của Pháp và kém xa F-35 chứ chưa nói đến F-22. Mặc dù tăng hình có thể không phải là thế mạnh của Su-57, nhưng chiếc máy bay này vẫn có những khía cạnh đáng chú ý khác cần xem xét. Ví dụ một lợi thế đáng kể của Su-57 là khả năng cơ động rất cao. Máy bay được trang bị vòi full vector lực đẩy và có thiết kế khí động học được tối ưu hóa cho sự cơ động. Nhờ vậy mà Su-57 có thể thực hiện các động tác trên không phức tạp mà nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm khác không thể làm được. Hệ thống điện tử hàng không và cảm biến trên Su-57 cũng được đánh giá rất cao. Các hệ thống trên máy bay tích hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến, bao gồm radar, hồng ngoại và hệ thống tác chiến điện tử, cung cấp cho phi công nhận thức toàn diện về tình huống. Tính linh hoạt của Su-57 cũng là một khía cạnh tích cực. Chiếc máy bay này được thiết kế để có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công mặt đất. Động cơ của Su-57 cũng được đánh giá cao. Máy bay được trang bị động cơ Isdelige 30 mới, cung cấp lực đẩy tốt hơn và hiệu quả nhiên liệu được cải thiện so với các mẫu trước đó. Su-57 có khả năng tác chiến điện tử tiên tiến. Các hệ thống điện tử trên máy bay có thể gây nhiễu radar và thông tin liên lạc của đối phương, phá vỡ hệ thống dẫn đường tên lửa, sử dụng các biện pháp đối phó điện tử để bảo vệ chính nó và các phương tiện chiến đấu khác. Ông Wechert lưu ý, Su-57 không hoàn toàn phù hợp với tư cách là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nó chỉ là một chiếc máy bay thế hệ thứ 4 cộng cộng. Tuy nhiên, Su-57 vẫn là một chiếc máy bay đáng gờm và có khả năng chiến đấu cao. So với các máy bay F-16 cũ hơn mà Ukraine sắp được nhận từ phương Tây, thì Su-57 có lợi thế kỹ thuật đáng kể. Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu đàm phán nào từ Ukraine, Su-57 vẫn có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng chiến đấu của mình trong những tháng hoặc năm tới. Tuy nhiên do chi phí cao và tính phức tạp của máy bay kết hợp với số lượng máy bay hoạt động còn hạn chế đã phần nào làm giảm tính hữu dụng chiến lược của Su-57. Đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng đối với tất cả các cường quốc quân sự hiện nay rằng thiết bị mới nhất và đắt nhất không phải lúc nào cũng đảm bảo kết quả tốt nhất trong chiến tranh. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm tác chiến Tersent đã kiểm soát làng Chigari ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo đó, đài Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhờ các hoạt động tích cực, nhóm tác chiến Tocent đã kiểm soát làng Chigari ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Theo nguồn tin, nhóm tác chiến Tocent đã đẩy lui 6 cuộc tấn công. Quân đội Ukraine mất hàng trăm binh sĩ, nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Theo bộ này, nhóm tác chiến Tocent đã gây tổn thất cho lữ đoàn cơ giới số 41, 47, 110, lữ đoàn bộ binh số 142, và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Atemovo, Rusba, Vodovizanka, Timofeyevka, Toretsk, Berezovka và Novgorodskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Đô tự xưng. Bộ cho biết thêm, 6 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới số 31, lữ đoàn Jaeger số 68, lữ đoàn tấn công đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine và tiểu đoàn tấn công độc lập số 425. Scala đã bị đẩy lùi trong ngày. Trong khi đó, theo trang Defense Express, lực lượng Ukraine đã thực hiện một loạt các hoạt động chính xác nhằm vào các khí tài quân sự của Nga ở khu vực Donetsk. Nỗ lực phối hợp này có sự tham gia của các nhóm trinh sát thuộc đơn vị hoạt động tích cực của tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine và các đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 45. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Kiev đáp ứng được một số điều kiện bao gồm rút quân khỏi Donbass, Luhansk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Các khu vực đã sắp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Ông Putin nói thêm rằng vẫn còn những điều kiện khác, nhưng chúng sẽ được nêu chi tiết trong quá trình làm việc chung có thể xảy ra. Trước đó, ông Putin đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine rút binh sĩ, công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ mới sắp nhập và đưa ra các đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý về việc gia nhập NATO Kiev và những nước ủng hộ phương Tây đã bác bỏ kế hoạch này. Về phần mình, ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng nêu rõ các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga thông qua các nước thứ ba, nhưng các nhà hòa giải phải điều chỉnh các tuyên bố công khai của họ theo lập trường của Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi đầu tuần này bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình khi đến thăm Kiev và đề xuất với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lệnh ngừng bắn nhanh chóng nhằm chấn dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Orbán sau đó tới Moscow để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột. Theo hãng tin RBK, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng khi nhà lãnh đạo Hungary đến Nga mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Kiev. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia vừa qua, ông Mikhail Podolyak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho rằng các nhà hòa giải nên cư xử khác đi. Bất kỳ quốc gia nào nghiêm túc trong việc hòa giải sẽ không công khai đưa ra những tuyên bố tầm thường khi họ nói chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Điều đó cho thấy họ chưa sẵn sàng cho sứ mệnh hòa giải. Các cuộc xung đột lớn đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Ông Podolyak nhấn mạnh nhưng không đề cập cụ thể tới tên quốc gia nào hay tên thủ tướng Hungary. Ông Mikhail Podolyak cho biết Kiev có thể chuyển đề xuất hòa bình của mình cho Moscow thông qua trung gian, tương tự cách mà Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngũ cốc biển đen năm 2022. Theo ông, việc sử dụng trung gian hòa giải có thể giúp giảm căng thẳng và tìm ra giải pháp chấp nhận được cho cả hai bên. Điều này cũng tránh việc đàm phán trực tiếp mà ở hiện tại không thể chấp nhận được về mặt chính trị đối với cả Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông Podolyak cho rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không thể trở thành trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông Kodoliak tỏ ra bức xúc và nhấn mạnh các nhà hòa giải tiềm năng phải đưa ra những tuyên bố công khai của họ phù hợp với quan điểm của Kiev. Trong khi đó, theo ông Orbán, lập trường của Nga và Ukraine vẫn rất khác biệt, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Zelensky không thích các đề xuất của ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary nhấn mạnh việc thiết lập liên lạc là bước quan trọng nhất và hứa hẹn sẽ làm việc này trong tương lai. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary, Tổng thống Nga Putin nhắc lại rằng Moscow sẵn sàng giải quyết tình trạng đối nghịch thông qua đàm phán. Nhưng lưu ý rằng, giới lãnh đạo Ukraine dường như cam kết tiến hành xung đột cho đến cùng. Ông Putin nhấn mạnh, Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột, nhưng phản đối lệnh ngừng bắn hoặc tạm dừng mà Ukraine có thể sử dụng để phục hồi, tập hợp lại và tái vũ trang. Tổng thống Nga khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu một số điều kiện được đáp ứng, bao gồm cả việc Kiev rút lực lượng ra khỏi Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson các khu vực trước đây của Ukraine nhưng đã sắp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022. Ông Putin nói thêm rằng còn có các điều kiện khác nhưng chúng sẽ được nêu chi tiết trong quá trình làm việc chung.